Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong clip này, ở bên mình còn hai bộ mic như này, mic dây, nghĩa là mic Sony của Nhật và dây Sommer của Đức. Nếu trong trận bóng đá nữ nhá, bóng đá nữ mà thắng, bên mình sẽ giảm giá kịch sàn luôn. Con này đang bán là 1,1 triệu cả dây cả mic nhá. Mic Sony và dây. Bên mình đang bán là 1,1 triệu. Nếu mà Việt Nam thắng mình bán 800 ngàn đồng anh em nhá. Nhưng số lượng có ít anh em nhá. Anh em nào có duyên mới mua được. Có hai nghĩa là còn hai bộ thôi. Còn hai bộ như này, hai mic và hai dây. Để anh em nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ. Thông thường một sợi dây này bên mình đang bán ra là 350, còn cái tay mic không đã bán là 800 ngàn đồng rồi anh em nhé, 800 ngàn đồng rồi. Một bộ này bình thường là bán 1,1 triệu. Đây là mic xịn thì chất lượng tiếng thu rất là sạch sẽ, rất là sạch sẽ. Mic thì hơi nhỏ nhưng mà Nhật xịn thì nó cho mình một cái miễn chê về cho về cái tầm sạch tiếng luôn. Đó. Miễn chê luôn anh em nhé, miễn chê. Cái này là một trong dòng mic nhỏ để các bác nào mà muốn nó gọn nhẹ hát karaoke tiếng rất tốt luôn, rất là tốt luôn, rất là tốt. Đó. Có nghĩa là còn có hai bộ như này nhé, như hình luôn, hai bộ mà nếu Việt Nam nữ Việt Nam thắng thì bên mình sẽ xả xuống còn 800 ngàn đồng. Anh em nào quan tâm điện thoại cho Huấn Audio nhé, sau bóng đá nhé, chào anh em.